Hello, xin chào tất cả các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, ngày hôm nay chúng ta lại chứng kiến một cuộc đụng độ giữa khủng long bạo chúa và cá sấu khổng lồ nha các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Con cá sấu này nó sống ở trong khu rừng này khá chi là lâu rồi các bạn ạ. Cho nên thân hình nó rất chi là to lớn và đáng sợ. Nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ xem cá sấu hay là khổng chúa thắng đây các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Cá sấu tiến lại gần khủng long. Chúng ta thấy cái hàm răng của cá sấu rồi đấy. Nó vừa sắc nhọn vừa to nữa các bạn ạ. Nào, chúng ta sẽ chứng kiến hai bên chiến đấu như thế nào các bạn nhé. Ôi, liệu khủng long bạo chúa có thể hạ được cá sấu khổng lồ này không? Và cá sấu với hàm răng của mình cắn xé chiến thắng khủng long này không các bạn? Đây, hai bên lao vào nhau đánh nhau rất là mạnh mẽ đấy các bạn ạ. Đây, ôi, con khủng long bạo chúa cắn vào miệng cá sấu. À, chục khủng long này rất là ghê gớm đấy các bạn ạ. Rất khó có thể đánh hạ gục được chục khủng long này. Chục khủng long này rất là khỏe đấy các bạn ạ. Nào, đây, các bạn thấy chưa? À, chú khủng long đã cắn vào đầu của cá sấu. À, chú cá sấu này có vẻ là thất thế rồi đấy các bạn ạ. Ôi, ta thấy liệu khủng long bạo chúa chiến thắng đâu đấy các bạn. Ôi, các bạn thấy chưa kìa, khủng long đã cắn vào đầu cá sấu và cá sấu sợ bỏ chạy rồi các bạn ơi. Ôi, nào, ý các bạn thấy chưa, sức mạnh của khủng long bạo chúa nha các bạn. Ý, chú cá sấu đã bỏ chạy rồi các bạn ạ. Ôi, thế là khủng long bạo chúa đã chiến thắng rồi các bạn nhé. Các bạn nhớ xem like và đăng ký cho kênh của mình nhé các bạn. Các bạn thấy chưa, đây là chú khủng long bạo chúa màu xanh đã chiến thắng cá sấu nha.